À chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày thứ tư, ngày 19 tháng 1 2022. Thì à, mình đang gói một cái đèn gd 300W. À này là mình gói sơ sơ rồi mình đem tới trực tiếp nhà của ông anh để để lắp cho ông anh mình luôn ha. Ông anh cũng cũng cùng nghề luôn, cùng nghề luôn. Nhưng mà dạy khác trường anh liên hệ mình qua nay anh định lấy đèn bằng chải anh em thì đây là một cái sự lựa chọn giữa đèn bằng chải với đèn pha với lại gương cầu lòi ha thì mình cũng nói sơ cho mấy anh em mà đang đến mua đèn biết thí dụ như đèn bằng chải mà bàn chải liền thể thì nó rẻ thôi anh em khoảng bảy tám trăm ngàn cái bảy sáu bảy trăm còn cái bàn chải mà loại không liền thể nghe tấm pin rời thì nó mắc khoảng triệu tư triệu rưỡi đó mà những cái bàn chải thì theo mình đó, cái khả năng mà nó trữ điện và nó cháy mà xuyên suốt nguyên đêm thì nó không thể nào bằng đèn pha được anh em đó không bằng bao giờ đặt bằng đèn pha với gương cầu lồi được đó cho nên anh em cân nhắc ha ban đầu thì ông anh mình định mua bằng chải để gắn hàng rào nhưng mà sau khi mình tư vấn thì ông anh mình quyết định lấy một cái đèn pha thì ông anh mình tâm sự là lý do là khu của ông anh đó là rất là dễ mất trộm ha ăn trộm nhiều nói chung là ăn trộm nhiều cho nên ông anh định gắn thử cái này coi coi nó sáng như thế nào rồi lấy thêm vài cái nữa gắn hết xung quanh luôn ha anh em đó mình khỏi đi dây điện ráo gắn sáng sủa ha à, cái đèn này mà kết hợp với camera thì khả năng chống trọ tuyệt vời nha sáng trưng luôn camera nó nó bắt sáng ha và đèn này thì nhiệm vụ là cung cấp ánh sáng đó thì đó là một giải pháp nha anh em đó, giống như trường hợp của ông anh mình ông anh đồng nghiệp này nè đó gắn để chống trọng thì mình tư vấn là cái lấy đại cái gd 300w đi ha cho nó thiệt là sáng thực chất gd 40 60 trăm là cũng sáng lắm anh em nhưng mà uh, mình lấy 300w thì sẽ 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 gọi là là tuyệt vời luôn ha anh em nào mà nhà nóc thái nhà lớn thì lấy lấy trăm w với lại ngàn w còn bình thường thì 300w được rồi ha khuôn viên sân vườn mình có rộng bao nhiêu nữa thì cái 300w nó vẫn ok nha anh em đó thì mình nhắc lại với anh em á là mình đang bán đèn mk và gd thì mấy bữa nay là mình nhận nhận tin nhắn qua zalo á mấy ông anh mình so sánh mấy ông anh mua đèn mà mà chỉ coi cái watt không mà không coi cái tên đèn ví dụ như mấy anh nhắn mình qua zalo là hỏi mình đơn giản nha đèn 300 w nhiêu tiền mà anh em không có hỏi là hãng gì có nghĩa là anh em mua đèn không quan tâm tới hãng mà chỉ quan tâm tới watt thì cái watt này là chỉ ghi chơi thôi nha anh em có rất là nhiều đèn ở trên thị trường ở trên mấy cái trang mạng nó bán á nó ghi 400 w luôn á nhưng mà thực chất cái đèn nó rất là bé các bạn bàn, bàn tay à ha 400 w là đèn bàn tay à đó còn những cái đèn như như gd này đi cái đèn 300 w là nó to gọi là to to vật vả luôn nha để mình để cái cái đèn lên cho anh em xem ha là biết cái đèn nó nó bự như thế nào đó thì anh em mua đèn anh em nhớ căn cứ vào gì vào cái tấm pin này bao nhiêu w nè pin lưu trữ bên trong là bao nhiêu ampere giờ ha bao nhiêu cái hạt led nha với lại độ sáng của nó với lại cái tên này nè cái tên này nè mọi người cái tên jd này nè có những cái hãng như Smartlight mk hay là vt gì đó nó có rất là nhiều hãng ở đây nè và cái chất lượng của mỗi hãng thì mình đây mình không có so sánh được so sánh thì thành ra đụng chạm tới những cái anh bán mấy hãng khác ha đó thì mình chỉ nói hãng đèn gd thôi thì mình nói với anh em là jd là một cái hãng đèn đứng hàng đầu việt nam về danh số ha nó là hãng đèn trung quốc nhập trực tiếp và bán ở việt nam nha anh em đây nè nhập trực tiếp đóng gói của mấy cái thùng này nè và đem về mình mình khui ra mình bán đó không có qua cái trung gian nào hết và gd là anh em lục trên mạng coi nó sẽ nó sẽ nó sẽ hiện lên rất là nhiều lý do là nó rất là nổi tiếng ở thị trường việt nam hiện tại đó còn anh em mua đèn mà không có cái chữ gì đây không có chữ gd mắc like mk hay là vt gì đó anh em mua chỉ có chữ solar like không thì cái đèn đó anh em nên xem lại nha nên xem lại đó là những cái loại đèn mà nó không đóng tên công ty nó chỉ đóng tên cái chữ solar cái chữ này không có ý nghĩa gì hết nha anh em đó, solar là tấm quang năng lai like là ánh sáng từ tấm quang năng không có ý nghĩa hết không có công ty nào mà tên solar hết nha mọi người đó mình nói lại cho anh em chứ để anh em nhắn mình qua zalo anh em hỏi sao cái đèn 300 trăm tao thấy trên shopee cũng bán có 500 trăm ngàn mà mày bán 1 triệu rưỡi là sao nhưng mình mình bán cái đèn này 1 triệu tư năm chục nè anh anh em coi trên kia có 500 trăm ngàn còn anh em thấy này triệu tư năm chục anh em hỏi mình rất là nhiều luôn câu hỏi đó là từ khi bán đèn mấy năm nay tới giờ là anh em hỏi không biết cả ngàn lần đó thì cái quát này người ta đóng chơi thêm giờ mình cạo cái này ra mình đóng ngàn cũng được vậy đó nói vậy anh em hiểu ha có nghĩa là này là đóng định danh thôi mọi người chứ còn anh em mua cái đèn á anh em muốn biết cái đèn nó chất như thế nào là phải căn cứ vào cái hãng đèn nè cái hãng này nè ha cái hãng đèn này nè đó nhiều khi cái 60W của mình hãng JD nè JD 60W mà nó nó ăn nó sáng ăn đứt cái cái đèn ba bốn trăm quá anh em mua trên mạng trôi nổi đó nha ở mình nói vậy thì anh em uh, chú ý và để ý ha chứ không phải là căn cứ vào cái quá này nha anh em nhiều khi mình vì hụt hẳn ha mới tư vấn anh kia câu trước câu sau là ảnh đã phản bác mình rồi nó cái đèn ba trăm quá xem bán tới 1 triệu mấy người ta bán có bốn 000 trăm ngàn mà anh anh thì anh bốn năm trăm ngàn thì anh cứ mua thử một cái đó về ha và anh anh mua thử đi rồi biết ha về mua về để đó chứ không có xài được đâu nha đó, nó để nó chụp hình ở trên những cái trang mình thấy shopee lada cái đèn cực bự luôn nhưng mà khi đem về cho tới chúng ta là nó nhỏ xíu bằng bàn tay nè ha nó đóng 500 w 400 w mà bằng bàn tay anh em nghĩ cái đèn bằng bàn tay thì nó có sáng không đó thôi bây giờ mình sẽ thông báo lại anh em cái cấu hình nha đó mình nói sơ về cái vấn đề đó chứ để nói nhiều quá nó dướng tới mấy anh bán những cái mặt hàng đó ha đó đèn là mua là phải coi cái hãng nha anh em và cái độ lớn của đèn đó cũng như là chất lượng của đèn đó và cái uy tín của thằng bán á chứ không phải là anh em coi cái quát được nha anh em nhớ kỹ lưỡng nha thôi mình trở lại với cái đèn gd 300 w nè còn cái đèn gd mà mình bán á chắc chắn là chất lượng loại một bảo hành 2 năm loại xịn nhất ha cái loại mà khung nhôm xịn nhất chứ không phải khung mũ nha anh em nó có loại khung mũ nữa đó thì đây là tấm pin là 55 w nè tấm pin 55 w ta có thể lật mặt sau để xem ha đây ba 300W thành tấm pin 55W, tổ tướng luôn nha anh em. Nhiều anh em hỏi mình là kích thước tấm pin nhiều thì mình coi coi lại những cái video cũ nha, video cũ mình có thông báo kích thước á. Hình như là chiều dài nó 7 tấc 3, chiều uh, ngang nó là 3 tấc mấy, 4 tấc á, 4 tấc hay sao. Đó, nói chung là đã thông báo hồi đó rồi cho nên là mình không thông báo lại nha, mình nói là 55 quá tấm pin thôi. Tiếp theo nữa là số chip LED á. Chip LED này nè là 696 con LED SMD 5730 nha. Còn bộ pin lưu trữ bên trong đây á là 40 mAh giờ ha. Đèn mặt sau là một cái nhôm liền khối nha anh em. Và có đóng chữ CD ha. Chính hãng là hoàng không bậy bạ nha. Đó, chữ CD rất là to nè. Đấy. Có hiển thị sạc ha. Remote nè, thử anh em coi luôn đó. Và đèn này thì rất là sáng nha. CD 300, 200 rất là sáng. 60 là nó đã sáng rồi, thì lên 300 thì anh em biết rồi, rất là sáng. Đấy. Và hiện tại mình đang bán thị trường là 1 triệu tư một triệu tư năm chục ngàn nha anh em nào mà cần liên hệ mình ông anh này thì ổng ngoài mua đèn ổng kêu mình làm shipper với lại mình gắn luôn ổng cho thêm vài trăm nữa đấy thì Thì những cái đèn này á, là mình còn rất là nhiều nè à, à quên đi kẹp với cái này luôn nha mình còn rất là nhiều anh em mà mua chơi Tết là cứ liên hệ mình nhanh nha lúc này gửi còn kịp anh em đó gửi anh em gắn đèn trang trí Tết ha đó liên hệ mình qua số Zalo 076 687 4311. đừng có nhắn qua YouTube nha anh em, đừng nhắn qua Facebook nha. Anh em nhớ nhắn Zalo 076 687 4311. Đó. Những cái đèn này thì anh em an tâm nha, anh em mua đèn CD an tâm ha. CD 300 quá thì mình bán cho anh em là 1 triệu 4 000 nè, còn 200 w là 1 triệu 000 Đó, 100 quá là 1 triệu 50 000 còn 60W đó là 750 40W là 650 đó. Tùy anh em cân nhắc mà mua nha đó thì MK mình cũng vẫn còn rất là nhiều anh em nào mà thích dòng MK đó, à, thì mình vẫn vẫn còn rất là nhiều nha dòng MK nó có cái ưu điểm của nó là giá thành nó rẻ hơn và ánh sáng của nó là ngã màu vàng đó, và nó cũng rất là chất lượng ha đó, anh em nào quan tâm thì tất cả mã hãng mà cái 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 cái, cái, cái mặt hàng MK mình vẫn còn ha bao nhiêu quá cũng vẫn còn hết cứ liên hệ qua zalo nha mọi người thôi xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những video sau nhớ đăng ký kênh miền tây solar cho cái kênh càng ngày mạnh mẽ nha anh em đó, xin chào anh em, hẹn gặp anh em những video sau. Mua hàng thì liên hệ qua Zalo ha. 076 687 4311. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha.